nhằm mục đích giảm sự phát tán virus ra không khí, tránh lây nhiễm COVID-19 ra cộng đồng. Mới đây, giảng viên khoa cơ khí Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã chế tạo thành công cabin chở bệnh nhân nhiễm COVID-19 trong khu vực cách ly của bệnh viện. Xuất phát từ nguy cơ lây nhiễm COVID-19 khi chở các bệnh nhân nghi nhiễm từ các khu trong bệnh viện sang khu cách ly, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu đã đặt hàng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng nghiên cứu chế tạo cabin này. Cabin được chế tạo bằng chất liệu nhôm, có hệ thống phun khử khuẩn, quạt hút gió, oxy và đèn chiếu sáng để đáp ứng yêu cầu như một buồng áp lực âm. Cabin được kết nối với một xe máy điện để dễ dàng di chuyển qua lại và có thể chở được tải trọng hơn 100 kg. Vì trong khu bệnh viện là không thể sử dụng các cái xe ô tô lớn cứu thương để chở bệnh nhân được. Cho nên là ý tưởng của bên Trung tâm Y tế Liên Chiểu sao chế tạo ra một cái cabin là để chở các cái bệnh nhân nhiễm nghi nhiễm COVID và cũng giống như các cái bệnh nhân là bị bệnh truyền nhiễm. Đó thì đưa lên cái cabin này chở đến các cái khu khác trong bệnh viện. Chi phí để chế tạo nên sản phẩm khoảng 60 triệu đồng. Nếu sản xuất với số lượng lớn thì giá thành sẽ giảm xuống còn khoảng 50 triệu đồng. Trong các đợt dịch vừa qua, các giảng viên, sinh viên trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã có nhiều sản phẩm được ứng dụng phục vụ cộng đồng. Thì nghiên cứu khoa học được xem như là một trong những cái trọng tâm của nhà trường. Chúng tôi lại cũng tiếp tục có những cái đầu tư nhiều hơn nữa và để làm thế nào để kịp thời là đáp ứng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất với những cái yêu cầu phòng chống dịch. Trong thời gian đến, sản phẩm sẽ được điều chỉnh và cải thiện thêm để đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện. Sản phẩm hiện đã được bàn giao cho Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.